Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là cũng có một anh trai cũng bức xúc, cũng lên tiếng về mẹ con bún bò nha cô chú. Không có cái gì là phải là sợ. Bây giờ thì cô chú chị thấy đi, không lo mỗi ngày đều buôn bán được, không lo mỗi ngày đều được tất cả mà nghệ sĩ yêu thương, rồi được cộng đồng mạng yêu thương, rồi được đi mời MV, rồi đi Úc lưu diễn, rồi từ từ đi Pháp, đi Mỹ, cái gì cũng vậy. Và phía bên kia thì bây giờ cô chú chị thấy nè, từ từ nó ức chế tâm lý nè, nó bây giờ ức chế tâm lý, rồi từ từ nó sẽ nhận ra một điều, từ từ nó sẽ chết, rồi từ từ nó sẽ hoảng loạn, cái gì cũng vậy. Tại giờ hiện tại bây giờ là con que nó còn đã bị chết rồi anh, nó lên livestream nó nói rằng nó không muốn gặp ai nữa anh. Nhưng mà bây giờ nó nói rằng nó không muốn gặp ai, mà chưa chắc gì nó đi ra ngoài đường thì có ai muốn gặp nó đâu anh. Bởi từ ngày xưa tới giờ ai muốn gặp cái bản mặt nó đâu. Dạ. Nó thì bây giờ giống như là nó nói là bây giờ là nó 6-7 rồi, bây giờ qua tuần này thì 7 sẽ nhập viện. Nghe thông tin là 7 sẽ đang trên đường, là 7 đang đuối lắm rồi, 7 mệt rồi. Dạ. 7 là bây giờ qua từ ngày 7 nhập viện tiếp tục. Chú 7 thì rất là yếu rồi anh. Yếu rồi. Vừa rồi thì cái live show mà chú 7 cũng ngồi trên mà cái ghế mà chú 7 cũng rất là mệt. Nói chung là cũng ráng là hát đỡ xong cái show diễn mà lấy cái muỗng là cái rổ gì đó đi xuống sân khấu xin tiền anh, cho thiệt sự mà nói là chú 7 mệt lắm rồi. Thì bởi vậy là nghe cái thông tin là cái con kêu bằng cái heo nái á, cái con heo nái ở Mỹ á, là bây giờ nó đang đổ tiền về Việt Nam để nó nhờ bên phía bên gì đó, bên ai gì đó, để đi thưa kiện những anh em mà đang quay trước cửa nhà của Hồng Loan. Dạ. Đó thì bây giờ cũng gửi lời tới cái con heo nái này á, thì bao nhiêu lời mà má Tư gửi về rồi thì bây giờ anh em ở đây gửi lời. Ừ, anh em quay đây là chia sẻ về cái câu chuyện của Hồng Loan. Tuy là anh em là không có thân thích, không có bà con dòng họ, nhưng mà những anh em quay chia sẻ đây là cũng vì yêu thương mà đến. Dạ. Ủa còn bây giờ cái con heo nái nó cũng đâu có bà con dòng họ gì với Hồng Loan, nó cũng chỉ là một người kêu bằng là một cái mối tình mà từ trước đến nay mà được chú Năm là kêu bằng là từ chối, từ bỏ mối tình ghi âm lén á. Thì bởi vậy từ dạ. từ chối, từ bỏ xong rồi nó mới ghi âm lén. Dạ. Nghe nói là nó ghi âm cả ngàn một cuộc ghi âm của chú Năm rồi. Bây giờ nó nói là mỗi ngày nó tung lên 5 cái ghi âm để cho nó bôi nhọ chú Năm. Mà nếu như mà chú Năm bây giờ chú Năm nó mất rồi, mà bây giờ nó ghi âm như vậy á, để nó tung lên cộng đồng mạng này á, thì nhằm mục đích là nó bôi nhọ Hồng Loan sẽ làm việc với con này, con heo nái này, cho tất cả mọi người đều biết. Cái thì nó phá cho hôi á anh, nói chung là như vậy đó. Yêu không được thì phá cho hôi. Dạ. Bởi vậy cái con này bây giờ người ta nói là người ta nói á, là tướng sinh tài, mà tướng bây giờ là cái tướng đó là nó nằm dạ, nó ăn trên cộng đồng mạng, nó nằm dạ trên cộng đồng mạng. Từ cái lúc mà chú Năm mất thì nó cũng đã chứ bằng nó cũng liếm láp một mớ gì rồi, cho nó cũng liếm láp được cái gì rồi, cho nên là tất cả cô chị hiểu một điều là cái con heo nái này á, bây giờ cũng được má Tư chăm sóc mỗi ngày một video, em cũng chia sẻ vậy, cho nên là gửi lời cho cái con heo nái này á, mỗi ngày thì con heo nái này cứ lên đi, anh em ở đây cũng sẽ lên tiếp tục. Còn bây giờ mình lên mình cũng chia sẻ, ủa bây giờ tôi đâu biết là cái con heo nái là con nào, là cái con ve con nào đâu mà lên mà đi thưa là thưa cái gì. Mà hiện tại bây giờ anh, là chẳng những mà cái con heo nái mà cũng có là một cái chị là bông hậu ở Củ Chi á anh. Đó thì sau khi rời tem ra là cũng buông những cái lời nói là tầm bậy tầm bạ, đến nỗi mà các anh em YouTube quay trước nhà chị Loan này thì cũng đâu có liên quan gì đến chị ta đâu, mà chị ta cũng đòi là lập cái quy bằng đỡ kiện luôn anh. Bởi vậy cái con bông hậu này á, là bây giờ nó lên nó chia sẻ, nó nói là bây giờ những anh em mà trước cửa nhà con Hồng Loan á, là bây giờ nó chửi là không còn gì, em cũng không muốn nói chi cho nhiều, tại vì nói nó cũng vướng tiếng tới một vấn đề là kêu bằng là trên cộng đồng mạng nữa nha, thì cũng sẽ bị YouTube đánh giá. Em chỉ nói là nó lên nó chửi tục không còn gì đâu những anh em ở đây. Thì bông hậu thì bây giờ nó cũng kêu bằng là cũng ngáp ngáp rồi, cũng bây giờ kêu bằng là không thể nào thở được, bây giờ cũng nhập viện. Thì cái thời gian là nguy kịch rồi. Dạ, anh nói thì em cũng xin phép nói chứ, đúng không? Thì nó cũng bị là việp ngặt vặt á anh. Đó thì sau khi mà nó rời tem á, là nó buông những cái lời nói không tốt thì với chị Loan á, thì cũng được là chú nghệ sĩ Vũ Linh cũng nghiệp vặt cho nó. Đó, hiện tại bây giờ thì nó cũng nhập viện rồi anh. Đúng rồi, chú Năm á là bây giờ giống như là bây giờ cũng về khai khẩu nó hết rồi. Bây giờ nó nằm ở bệnh viện mà kêu bằng là lết. Giống như là bây giờ nó nằm ở bệnh viện mà thở oxy đó, mà cũng lên mà cũng chửi, giống như là cái giọng rất là tốt nha. Bông hậu giọng rất là tốt, giọng rất là ngon tốt, lên cũng chửi anh em không còn gì đâu á.
rồi bây giờ cũng lên nằm một đống một chỗ tại bệnh viện, cho nên là Củ Chi bây giờ là giống như là bây giờ cũng là khoảng rồi, cũng giống như bây giờ cũng là đứng chẳng hạn chẳng hay đó. Thì nói chung là cũng bên con que á, thì bên con que bây giờ chịu năm lá đơn mà nói Hồng Loan á không lên mà giúp đỡ hay là cầu cứu gì, bây giờ tự mình làm tự mình chịu chứ mắc mới gì ai mới cứu, đâu ai cứu mình được, tự mình làm tự mình chịu. Mà bây giờ chịu năm lá đơn sáu lá đơn gì đi chăng nữa thì mình không thể nào mình nói được cái vấn đề đó, cho nên là bây giờ á Bân Hậu là bây giờ á là lên mà cứ thở oxy mà vừa thở vừa nói vừa truyền nước biển mà vừa nói cái này thế này thế kia, lên chửi không còn gì đó. Tức qua chị Ni cũng chia sẻ là do Bân Hậu tức chị Hồng Loan về cái việc mà làm răng á, làm răng bên chị Phương Lê đó, anh nhớ là nói chị Hồng Loan là chị Phương Lê kiểu như là phi cái bộ hàm răng đó, nhưng mà chị Phương Lê chỉ có giảm 80% thôi. Ý cũng nghe bức xúc đấy anh, tại vì muốn là làm răng phi rồi quảng bá cho thương hiệu của chị Phương Lê, nhưng mà cả nhà cũng biết là thương hiệu của chị Phương Lê là nổi tiếng cách đây cũng phải mấy năm, mình chục năm, chẳng phải bây giờ mà đòi là thương hiệu quảng bá gì đó. Trời ơi, nó cũng là giống như là của một kênh YouTube giống mình thôi, mà chị Phương Lê á là cũng là kêu bằng là làm ra cái thẩm mỹ đó, làm răng á, rồi cũng là có tiếng rồi, cộng đồng mạng cũng người ta cũng quảng cáo, mắc gì đâu mà phải làm mà giảm 80% là má của người ta rồi còn đòi nữa, là cũng là tình nghĩa lắm rồi. Mình làm như vậy mà còn lên mà còn đòi là kêu bằng là miễn phí 100% nữa, ai đâu ra mà giảm 100%. Anh em ở đây còn chưa có lấy đâu ra mà kêu bằng Bông Hậu Củ Chi mà giảm 100%. Đó, bây giờ một cái tất vớt chị Ni là bây giờ là lên là giặt trần nó hết rồi. Từ trước đến nay là Bông Hậu Củ Chi á là lên nó là nói chị Ni rất là nhiều, nhưng mà chị Ni không đáp trả, chị Ni muốn im mà cây muốn lặng mà gió không muốn ngừng, cho nên là tới thời điểm bây giờ là chị Ni không còn gì mà không lên nấu nữa. Bông Hậu là bây giờ chị Ni đã lên nấu rồi thì không còn chỗ mà để mà nương thân nữa, là được rất là nhiều cô chú chị đi cộng đồng mạng mà vô người ta nhắn tin, người ta comment á thì nó vô nó cũng chửi không còn, nó chửi là tới tấp luôn, chửi mà bây giờ mà xách cái điện thoại mà chạy không kịp luôn, mà chửi tới mức độ vậy luôn á, chửi là không còn luôn. Cho nên á nói Hồng Loan là phản khúc, Hồng Loan á là vô ơn vô nghĩa. Ủa mất gì vô ơn, mình cũng vì yêu thương mình đến, mình tự lủi đầu đến mình nhà của người ta mấy lần, mình đến là mình kêu á Hồng Loan làm thế này, Hồng Loan làm thế kia, đi đây đi kia cũng đi chung với mình, mà giờ nó là phản gì đó, phản là mở cái mà cho là đem lên cộng đồng mạng mà giới thiệu đâu mà nói. Cái vụ hàm răng mà giờ cũng lên cái cộng đồng mạng mà cũng kể lễ cho thấy thua rồi. Mình phải dòm cái hàm răng mình là cái hàm răng giả, hàm răng là cũng được người ta là giảm 80% đi làm, mà bây giờ cũng lên mà tự mình bao dọn bản thân mình thôi, đúng không? Thì cỡ vậy ra như sạc pin bây giờ cũng vậy, cũng là hàm răng giả, mà bây giờ đòi về sạc pin là bây giờ đòi về Việt Nam để làm tiếp tục cái dạy cái răng ở dưới đó, tại bây giờ bữa làm mà làm không kịp, làm gấp quá cho nên là về Pháp làm không kịp. Còn một mối răng nữa bây giờ đang muốn về Việt Nam đợt Tết này nè, đợt Tết này sạc pin cũng muốn về Việt Nam để làm thêm vài cái răng nữa nha cả nhà. Đó, nếu mà đợt này mà sạc pin về thì gặp trợ lý giống như là bằng thờ đó, đợt này sẽ họp chung với nhau, không biết có làm bộ răng nữa không nha, bằng thờ biết có làm răng chung nữa không đợt này không biết, nhưng mà đợt đó thì bằng thờ cũng có vô xin kêu bằng là xin chị Phương Lê một bộ răng nhưng không cho. Cho nên đợt này cũng uất ức lắm rồi, cũng muốn lên trên cộng đồng mạng mà kêu bằng đi thưa Hồng Loan về cái vấn đề là tiền bạc, rồi vấn đề là cái tủ đó cả nhà, đó cái sắt anh, cái sắt cái tủ sắt đó, muốn đi thưa Hồng Loan. Ngày xưa nói Hồng Loan là mở tủ ra để lấy đồ lấy đạc, còn bây giờ của cha của mẹ người ta bây giờ chìa khóa mà cô quản lý đi, ai lấy được, ai mà lấy được cái đó, cô muốn làm cái gì con làm từ trước đến nay. Tại sao những cái đồ đạc từ bấy lâu nay mà của chú Năm bây giờ mất tiêu rồi, không cánh mà bay đó, đi đâu, đi về đâu? Mình có hiểu về cái vấn đề đó chứ, đâu phải mà lên trên cộng đồng mạng mà muốn nói ai nói, muốn thưa đâu. Đó cô chú ơi, thì buổi chiều ngày hôm nay anh trai cũng rất là bức xúc về chị Bân Hậu Củ Chi và mẹ con que nha cô chú. Thì em cũng xin phép là kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video.